cổng chào, mình theo mình cũng hiểu là cổng chào Patusay của Lào, cái công trình cổ của kinh. Hôm nay bây giờ là đang mùng 3 Tết. Ngày mùng 3 Tết đầu năm Bính Thân. Người dân để đi du lịch rất nhiều. Mỗi một đất nước thì nó sẽ có một cái biểu tượng riêng. Ví dụ như là ở Pháp thì sẽ có tháp Eiffel, còn ở Lào thì có cái biểu tượng Patusay này. Bên cạnh đây là cũng là chắc là tòa nhà chính phủ, cũng không biết là tòa nhà gì, nhưng mà đây là cũng là tòa nhà chính phủ. Xung quanh là mọi người là cũng đi du lịch rất nhiều. Và đây, đi vào đây để cho mọi người xem là cái công trình này. Công trình này thì chắc là cũng rất là cổ kính, cũng đã nhiều năm rồi, chắc cũng phải hàng trăm năm, vài trăm năm rồi. Đây, trên mái vòm trần đây. Đây, thẳng ra thì cái cửa này nó sẽ đi ra một cái đại lộ lớn của Lào. Đại lộ. Hai bên thì cũng đều tòa các cái tòa nhà văn phòng của chính phủ.
Hôm nay là ngày Tết nên là người Việt Nam tại Lào đa số là về ăn Tết nên không có người Việt Nam mấy. Chứ bình thường cũng rất nhiều người Việt Nam thì có thể nói chuyện được với cả mọi người. Nhưng mà hôm nay thì Tết, mọi người là đi về Việt Nam ăn Tết hết rồi. Nên là xung quanh cái công trình này thì chim là đậu rất nhiều. Chim này. Công trình rất to, đẹp. Đây gọi là công trình rất cổ kính. Rất nhiều chim. Ở đây chim thì rất là rạng người. Ở đây là bán vé để đi lên. Thảo đây. Bọc chai. Đây là vé này. Vé này là 3 kíp. 3 kíp thì tính tiền Việt độ khoảng 8.500 đồng. Thì ta sẽ đi lên trên. Đây có những cái bức tượng.
Ở đây thì bán cho khách du lịch. Rất cao. Tầng dưới bán cho khách du lịch. Đây là các cái công trình ở trên đây. Có thể ta lên nóc luôn. Đây. Ta sẽ đi lên trên luôn. Trên đỉnh luôn. Cầu thang rất nhỏ. Đây là đại lộ thẳng vào hoàng cung. Cho mọi người xem bốn góc. Đây là thành phố Viên Chăn. Viên Chăn. Quang cảnh. Ở đây là cái trên nóc. Cũng rất là cao. Leo được lên đến đây là cũng vất vả. Cho mọi người nhìn đây. Đây, cầu thang đây. Nó đi từng bước xuống. À, thế là anh này, bạn này bán kem. Em tên là gì? Em tên Tuấn. Tuấn à? Thế em quê ở đâu? Đắk Lắk. Đắk Lắk à? Em sang từ năm nào? Năm ngoái. À hả? Qua đây. Dạ, bố mẹ là người ở Bắc nhưng mà vào sống ở Đắk Lắk từ lâu rồi nên. À hả? Qua mới sang được, sang Lào dễ mà. Thì qua học cái gì? Qua em phải
đi bán kem bán đồ rồi em giao tiếp với họ ấy. Nhưng mà cứ học dần lâu lâu học được câu vậy thôi. À thế ạ? À? Thế là sang đây mới lấy vợ hay là lấy vợ từ nhà? Không, vợ con em người Việt hết rồi. À, không, như là lấy ở bên Việt Nam xong rồi đưa sang đây. Vợ em thì bán gì ở bên này? Bán quần áo. Nhưng mà anh bảo này, chợ Việt Nam nhá. Không, nhiều chợ lắm. Nhiều chợ bán rong. Chợ nào thì bán thôi chứ không phải là chợ Việt Nam. Nhưng mà anh bảo là bây giờ Lào, dân Lào người ta cũng không ưa Việt Nam nào. Vì kiểu như là đông người sang bán hàng nữa. Có phải? Cũng có thành phần như vậy, cũng có người thì không, nhiều người thì nó vẫn thích người Việt mình hơn. Không. Dạ. Tùy từng người. Cái đợt trước anh sang cách đây 5 năm anh sang người ta còn quý, bây giờ người ta bắt đầu thấy kiểu nó nhạt dần nhạt dần rồi. Hồi trước anh sang cách đây cũng lâu rồi. Nhưng mà người Việt đi qua đây nhiều người trộm cắp này rồi là cướp giật này thì nó làm ảnh hưởng đến cả cái đất nước ấy, nó làm xấu đi như những cái người mà đi riêng những người đi nhặt phế liệu thôi, đi nhặt phế liệu thấy đồ dép của người ta cũng thành nhựa thì cũng nhặt lấy như vậy. Không phải là người ta gọn ghè gàng nhặt cho nó sạch sẽ chứ không phải gì. Nhặt cho gọn gàng nhưng mà đấy người ta đánh giá cả một đất nước của mình môi xấu phải không anh? Như có một cái đám ma đi dự đám ma, thế sao vẫn là kiểu người nhà người ta là đi chân đất, đi đến dọc đường là người ta lúc đầu đi là đi xe ô tô thì xếp ra để ở trên phải không? Nó vẫn đi xuống đất. Xuống đất thì người ta đi phải đi chân đất không được đi dép, thế xong họ bỏ dép ở lại, thế xong là có người cầm luôn, nhặt luôn. Cất đi không? Người Lào họ bảo là phải nhặt nhanh lên chứ không tìm được cái bọn Việt Nam qua nó lại lượm hết mất. Nói một câu như vậy thì mình trong khi đấy mình cũng là người Việt Nam mình cũng đi dự đám tang đấy, xong họ nói một câu thế mà xấu hổ. Xấu hổ quá nhỉ. Nhặt nhanh lên người ta đi qua nhặt hết à? Bảo là qua đi lên nhặt dép chứ không tìm được bọn Việt Nam này nó nhặt hết. Xấu hổ. Thế vào. Thế thôi, năm mới chúc em may mắn. Dạ. Hết bao tiền để anh gửi. Gửi xong hết rồi gì? Thế thôi, được rồi. Thế cứ thế mà phát triển làm ăn kinh doanh. Đây là cái xe của em đây. Trông rất là đáng yêu. Chúc anh năm mới cả gia đình sức khỏe, là đi chơi vui vẻ nhá. Rồi, cảm ơn em.